em bước xa mãi nơi đâu để anh đi. Anh đã thao thức suốt bao ngày qua đêm dài. Khi thấy tim nhói đâu là đã biết chia ly. Một lời nói trái đang xé nát trái tim trong tiếng yêu em. Người yêu ơi, gửi lời gió mưa. Ngày em đến một ngày nắng trưa. Ngày em đi một ngày gió mưa. Buồn hoen đôi mắt. Rồi lời hứa hẹn thề có khó. Rồi mai mốt từng còn nhớ mong. Dù hạnh phúc còn lại bao giờ. Hạnh phúc mong mai. Người yêu ơi, gửi lời gió. Gió mưa buồn hoen đôi mắt. Rồi lời hứa hẹn thề có khó. Rồi mai mốt tình còn nhớ mong. Dù hạnh phúc còn lại bao giờ. Thúy Tiên, em có sao không? Anh ba. Bình tĩnh nói anh nghe đi. Anh sợ quá. Hồi nãy từ trong ba đi ra, có hai thằng đi theo em. Em xem thế. Nó đánh em và dừng xe anh ba. Anh sợ quá. Thôi, xem như là của đi thay người. Đừng khóc nữa. Nhưng em không dám về nhà đâu. Có chuyện gì thì cũng phải về nhà, rồi sau đó từ từ tính nghe. Nhưng không có nhân vị gì hết. Không thì bây giờ anh đưa vô bệnh viện luôn. Sao lại tới bệnh viện? Anh đã nói là em muốn sao rồi mà. Quen, nghe lời anh đi. Sắp tới em trở thành một bác sĩ rồi mà không có lo cho sức khỏe gì hết. Có sao không? Với lại đi vô bệnh viện khám xem thử coi đã có bị thương gì bên trong hay không. Nhưng nhỉ gì, thôi lên xe đi. Chào chị. Chào em đi lấy kết quả xét nghiệm hả? Dạ. Chị gọi em. Cảm ơn chị.
sao lại như vậy được? Mình không phải là con cháu của họ thật sao? Trước đó, ba biểu con tìm hiểu về bà bác sĩ nghỉ hưu theo đoàn tình nguyện và khám bệnh miễn phí đó, con đã làm chưa vậy? Dạ thưa ba, lúc ba dặn con là con làm ngay. Con làm ngay, tình hình sao mà con không báo gì cho ba biết hết? Con thấy tình hình không có gì nghiêm trọng nên con không làm phiền ba. Bà bác sĩ đó làm ở bệnh viện cũng không để lộ tin tức gì với ba. Bà cũng nghỉ hưu lâu rồi. Rồi nghỉ hưu rồi bà còn làm gì khác không? Dạ không ạ. Thỉnh thoảng bà cũng có đi làm từ thiện ở một số các cái nhóm, mà trong số đó thì có nhóm của Minh Hùng, nên bà gặp Minh Hùng ở đó. Với lại theo con điều tra thì bà cũng không hề biết là thằng Minh Hùng là đứa trẻ mất mẹ ngày xưa thôi. Nếu con biết chắc vậy thì được. Dạ con biết chắc mà. Câu chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi, không còn ai nhớ gì đâu. Dù sao cũng phải cẩn thận, mọi thứ có thể xáo trộn vì những cái chuyện quá lâu đó con à. Dạ bà yên tâm, không sao đâu ba. Mời ba uống nước. Vô đi. Em chào anh. Em hả? Anh Minh Hùng không biết có chuyện gì mà giờ này chưa vô bệnh viện nữa. Anh gọi nó từ sáng tới giờ nè, không có được. Bực mình cái thằng này. Không biết có chuyện gì không? Hay là anh bỏ quên điện thoại? Nó chuyên môn làm cho người khác bực mình không à? Em gặp anh có gì không? Ngồi đi. Dạ, em đang lo cho bệnh nhân Bình. Ông ấy chết thì xong rồi, nhưng còn bà vợ cho những đứa con. Em lại đa mang rồi đó. Sáng nay em kiểm tra bệnh cho ông chưa? Ông như thế nào? Dạ, em đã kiểm tra rồi. Ông vẫn biết đau và vẫn nghe được người nhà nói chuyện. Ông còn đòi chết nữa không? Hôm nay thì không, nhưng không biết trước điều gì cả. Hùng chưa có vô em trực khoa nha, anh có lịch mổ rồi. Dạ, anh chuẩn bị đi đi. Em xin phép. Ừ. Sao? Chào. Có chuyện gì mà trong giờ làm việc lại kêu tôi ra đây vậy? Có chuyện này em muốn hỏi anh một chút. Có chuyện gì cứ hỏi đi, anh biết anh trả lời. Anh làm việc ở trong bệnh viện này cũng lâu rồi. Ừ. Anh có biết người nào làm tài xế tên Tài không? Tài xế tên Tài? Tên này nghe quen quen. À, tôi nhớ rồi, đó là tài xế của bác An Phước trước đây á. Thật không? Đúng. Nhưng mà sau này anh ta bị đi tù vì liên quan tới một tai nạn giao thông. Tin này có chính xác không? Tôi nhớ đại khái là vậy. Vì lúc đó tôi chỉ là một bác sĩ thực tập thôi, cho nên những việc mà liên quan tới hành chính á, tôi cũng không để ý lắm.
Nhưng mà chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi mà, nay cậu nhắc tới làm gì? Cảm ơn em. Thật ra cũng không có gì. Vừa rồi tôi đi làm từ thiện, con người hỏi tôi về cái người tài xế tên Tài. Chắc là họ quen nhau lâu rồi, họ bị thất lạc đó mà. Mà cũng đã lâu rồi không ai nhắc tới tên anh ta. Không biết giờ này anh ta đang ở đâu và làm gì nữa. Cậu cần cái gì ở tôi nói. Cứ từ từ đi, uống nước xong cái đã. Việc tôi nhờ chú đơn giản thôi. Nhưng mà tôi chú chỉ cần viết ra địa chỉ nhà hoặc số điện thoại của người tài xế tên Tài, như vậy là xong. Nhưng mà chú định nói là chú không biết nghe. Chú mà không biết thì sáng ngày mai tất cả những người trong bệnh viện, nhất là ban giám đốc, sẽ biết tất cả những chuyện xấu xa mà chú đã làm. Nhưng mà có cái gì đảm bảo rằng cậu không tung tin đồn xấu về tôi? Lời nói của tôi, chú biết tính tôi rồi mà. Tôi nói được là làm được. Và chú cũng biết hôm nay tôi tới đây là vì mục đích gì. Ok, tôi biết. Nhưng mà cậu phải hứa với tôi một điều nữa. Một điều kiện nữa. Chuyện gì? Chỉ có tôi với cậu biết chuyện này. Ok. Ok. Được. Cậu vừa lòng lắm rồi chứ gì. Cảm ơn chú. Chú Tài ơi! Chú Tài ơi! Chú Tài ơi!
sao quay bất tỉnh? Nó đang làm gì mấy bác sĩ ơi? Ca này bị hở van tim, có lẽ phải mổ gấp. Cho gọi bác sĩ khoa ngoại ngay. Dạ, tôi sẽ đi gọi ngay. Anh nghe đây. Anh đang ở đâu vậy? Có về bệnh viện liền được không? Lại nhớ thương anh, kêu tiểu thuyết tình yêu nữa hả? Có ca bệnh tim đang ở phòng cấp cứu, cần anh về gấp nè. 30 phút nữa anh mới về tới bệnh viện. Còn anh Tâm đâu? Anh Tâm đang mổ, chút xíu xong anh mới qua phòng mổ được. Ok, anh về liền. Kế hoạch tiếp theo của nhóm thiên thần là cái gì đây? Nhóm mình bây giờ thì cần có một người chơi guitar, một người chơi bass và một người chơi keyboard. Và cần tìm kiếm thêm một người để chơi trống nữa đó. À, mình nhớ là bạn Hoa hồi đó học lớp A4 chơi trống cũng hay lắm á. Ừ, có một điều rất là quan trọng, con muốn nghe không nè? Nói đi. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt á, đã nhận lời làm người hướng dẫn cho nhóm mình rồi đó. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, ủa sao Tiên lại mời được ảnh hay quá vậy? Bình thường thôi. Nói giỡn chứ, là anh ba của Tiên á, quen nhiều người lắm. Là một nhà ngoại giao tài ba đó nha. Mình ủng hộ bạn quá Tiên ơi. Nè, 1, 2, 3, vô. Bệnh nhân bị tim sao rồi? Ra ngoài đi. Sao rồi anh? Bệnh đã nặng không thể mổ được. Không mổ được hả? Nặng đến vậy sao? Bệnh nhân bị suy tim nặng, chỉ còn nước là phải thay tim. Phải chỉ có người cho tim thì hay biết mấy. Em nói gì vậy? Đây đâu phải là chuyện chơi. Em nói thật đó, em đâu nói chơi. Chuyện các bệnh nhân hiến xác cho các cơ quan nội tạng của mình khi biết mình sắp chết là chuyện bình thường. Ở các bệnh viện nước ngoài, người ta còn vận động bệnh nhân làm việc đó nữa kìa. Đó là ở nước ngoài, còn bệnh viện mình không thể làm được chuyện đó. Tại sao lại không làm được? Trước sau gì cái xác ấy cũng chôn xuống đất hoặc là bị thiêu thôi. Tại sao không hiến xác của mình để cứu lấy mạng sống của người khác chứ? Anh không có tranh luận với em về vấn đề này. Nãy giờ chú nghe tôi nói, chắc chú biết vì sao tôi tới đây rồi đúng không? Cậu đến chơi thì được, chứ đừng có mong lấy chứng cứ gì ở đây. Chuyện xưa tôi quên hết rồi. Chuyện ngày hôm nay á, mình lo còn chưa xong. Bươi móc cái chuyện quá khứ để làm gì? Dạ đúng rồi. Chuyện buồn phiền á, mình cứ gác sang một bên. Có thêm một bàn nhậu là vui dữ lắm rồi. Cháu sẽ thường xuyên tới đây nhậu chung với chú được không? Được đó. Mời chú. Hình như chú có tâm sự hả?
Nguồn thở vẫn là chuyện gia đình. Vợ chết rồi thì con nó làm khổ mình chứ ai. Con chú bị làm sao hả? Phải chi nó bị làm sao thì mình cũng vui vẻ mà lo cho nó. Đằng này nó lại lêu lỏng, ăn chơi, lại còn cá độ nữa chứ. Chuyện đời của tôi còn dài lắm, cậu không biết đâu. Lúc thằng bé còn nhỏ thì tôi vô tù. Mặc dù có được tiền để lo cho mẹ con nó ở ngoài, nhưng mà tôi thấy mình vô dụng. Đã không gần gũi được con, không dạy nó từ thuở còn bé thì làm sao lớn lên mình buộc nó phải nghe lời mình được. Chị có ngạc nhiên khi mời chị ra đây uống nước không? Mình cũng hơi lạ, nhưng có chuyện gì sao Ngọc? Đúng là có. Là chuyện riêng của hai chị em mình. Nhưng tất nhiên là có liên quan đến anh Tâm. Ý của Ngọc là sao? Cho đến ngày hôm qua thì em mới nhận ra chị đúng là một đối thủ cạnh tranh với em trong chuyện tình cảm giữa em với anh Tâm. Chuyện tình cảm của hai người? Đúng vậy. Lẽ ra là anh Tâm anh đã yêu em, nếu như không có sự xuất hiện của chị. Chị có biết là từ lâu em đã yêu và đã chờ đợi anh Tâm không? Đó là từ phía Ngọc thôi. Còn anh Tâm đối với Ngọc như thế nào, Ngọc cũng đâu có chắc chắn được, đúng không? Chị đúng là thông minh. Hèn gì mà anh Tâm anh không rời được chị. Tóm lại là mình không muốn mổ xẻ về chuyện tình cảm. Chuyện gì tới thì sẽ tới. Chị Hương à, chị bình tĩnh lại. Chị có thể ngồi xuống nghe em nói được không? Ngọc à, cái gì của mình thì sẽ là của mình. Tình yêu không phải là món đồ để mình tranh giành. Nó phải xuất phát từ trái tim. Mình nghĩ Ngọc nên hiểu rõ điều này. Nãy giờ em đâu có nói gì đến chuyện tranh giành đâu. Vậy thì sao chứ? Anh Tâm đến với mình là tình nguyện mà. Thì em cũng đâu có nói là anh Tâm bị ép buộc. Em biết là anh Tâm anh yêu chị. Nhưng
không vì như vậy mà em bỏ cuộc. Cho nên hôm nay em hẹn chị ra đây là để nói với chị. Chị yêu anh Tâm, em cũng yêu ảnh. Cho nên em muốn là một đối thủ cạnh tranh công bằng với chị. Ngọc rất bản lãnh khi nói ra điều này đó. Tính của em là như vậy đó. Yêu thì em nói là yêu. Có điều em muốn nói trước với chị để chị khỏi bị tổn thương khi em cố lôi kéo anh Tâm về phía mình. Thực ra thì giữa chị em mình ai cũng đều tự do để thể hiện tình cảm với người mình yêu, đúng không chị? Mình ngưỡng mộ những người phụ nữ sống và hành động như Ngọc. Ông tỉnh rồi hả? Ông, tôi có cái chuyện này tôi muốn hỏi ông nè. Trước khi mà ông muốn bầu tỉnh lại nữa, tôi biết là cái ý định này của tôi ông cũng đồng tình nữa. Ở trong bệnh viện này có nhiều bệnh nhân cần được cứu sống. Một người chết vì não có thể cứu được một người khác chết vì bệnh đau tim. Ông hiểu không? Cái trái tim của ông nó còn khỏe. Cả đời ông đã sống cực khổ vì vợ vì con, không giúp được gì cho ai. Giờ trước khi chết ông có thể cứu được một người khác. Chịu không? Cuối cùng thì ông cũng làm được một việc tốt. Như vậy là chết đâu có ân hận quê không ông? Bác sĩ, chị muốn nói gì? Nếu chị muốn đưa ảnh về á, chúng tôi vẫn ủng hộ. Dạ không phải như vậy đâu bác sĩ, đừng có hiểu lầm cái ý của tôi. Chồng tôi được chết trong cái bệnh viện này á là phúc đức lắm rồi. Cứ để chồng ấy được chết ở đây, ông ấy có một nguyện vọng. Hôm nay nhưng ông còn tỉnh, tôi muốn thưa lại với bác sĩ luôn. Chị cứ nói đi, cứ coi như là tôi như người nhà vậy mà. Như vậy thì tốt quá. Ông nhà tôi từ hồi xưa tới giờ đó mong mỏi làm một việc gì đó có ích cho xã hội. Nhưng mà cuộc sống của vợ chồng tôi nó khó khăn lắm, vất vả lắm. Ông ấy chỉ lo cho bản thân với vợ con không là đủ mệt rồi. Bây giờ trước khi chết ông muốn làm được một việc tốt. Tôi đã bàn với ông và ông đã đồng ý. Chính xác là một việc gì? Chồng của tôi muốn được hiến tim. Hy vọng như vậy thì yêu chị sao? Tôi hoàn toàn đồng ý. Bác sĩ ơi, bây giờ mình có thể tiến hành làm thủ tục liền được không? Vì ơn trời, hôm nay nhà tôi còn tỉnh. Thế được, mình thì tốt cho bệnh viện quá. Vậy thì mình tiến hành làm thủ tục đi bác sĩ. Dạ. Chào ông. Ông gọi con có chuyện gì không? Có tin vui đây con. Con ngồi xuống đây. Con người này thật là ghê gớm. Trong bao nhiêu năm qua, ông có thực sự thương tôi như ông đã nói không? Ngồi xuống đi con. Con có chuyện gì à? Ông nội có tin vui về y khoa cho con đây nè. Tin vui về gì ông? Bệnh viện có người cho tim rồi. Là bệnh nhân nào vậy? Bệnh nhân bị u não, có lẽ không bao lâu thì sẽ chết. Nhưng mà trái tim thì còn rất là khỏe, cho nên gia đình và bệnh nhân đã làm thủ tục để cho tim rồi. Vậy thì hay quá. Người sắp chết để lại cho người còn sống. Giống như một người đi tù để lại cho người kia
được tự do và danh vọng. Con nói gì? Ai đi tù? Dạ con xin lỗi ông, vì vui quá nên con nói nhảm thôi. Lần đầu tiên bệnh viện của chúng ta có bệnh nhân cho tim. Lần này chúng ta phải hết sức trân trọng và cẩn thận mới được. Đúng, nhưng mà con có tự tin về cái ca mổ thay tim này không? Dạ có, rất tự tin. Và tất cả vì bệnh nhân thôi. Tốt lắm. Vậy thì ông sẽ giao việc này cho con và Minh Tâm. Hai đứa cố gắng làm cho tốt nha. Dạ. Vậy khi nào mới mổ tim vậy ông? Chờ khi nào hoàn thành các thủ tục về hiến xác. Đặc biệt là khi nào bệnh nhân có triệu chứng chết lâm sàng thì chúng ta mới quyết định mổ lấy tim. Dạ. Phải chúc mừng. Phải chúc mừng bệnh viện của chúng ta lần đầu tiên có bệnh nhân tin tưởng cho tim và có khả năng cứu sống người khác. À, ông mừng quá rồi ông lại quên gọi cà phê cho bác sĩ giỏi của ông rồi. Dạ thôi được rồi, bây giờ con phải về khoa ngoại coi bệnh nhân thay tim như thế nào. Ừ, con đi đi. Chào ông. Đi đi con. Mình phải quay lại nhà ông Tài hỏi rõ thêm mọi ngọn ngành mới được. Ông nội là người sống hay mặt như vậy sao? Sao anh lại ngồi đây một mình? Em ngồi đi. Anh đang suy tư hả? Có suy tư gì đâu. Anh đang nghĩ về một chuyện. Anh đang nghĩ về người hiến tim đó phải không? Ừ. Có một người đã chết rồi, họ cảm thấy mình không giúp ích gì được cho xã hội, cho nên hiến tim. Mình là bác sĩ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Em cũng mong muốn được như vậy. Thật sự thì trong lòng anh cảm thấy không thoải mái lắm. Mình không có giúp gì được cho người ta. Nếu mà nhập viện sớm hơn thì có thể. Biết làm sao được ha anh? Đâu phải cái gì cũng theo ý mình được đâu. Người nhà và bệnh nhân thấy việc hiến tim là tốt, như vậy là kết rồi. Ừ. Em kiểm tra chưa? Em đã cho lấy máu và chuẩn vào phòng chuyên môn rồi. Em với Hùng có nói chuyện riêng tư gì đó chưa? Mấy bữa nay Hùng đi ra ngoài không à? Ngoài việc mổ ở bệnh viện, không thấy đâu hết, mất tâm. Đến bây giờ em mới hiểu được, cuộc sống không đơn giản như những gì mình nghĩ. Em với Hùng ngoài chuyện yêu đương ra còn chuyện gì nữa đâu. Thôi cứ đại đi cho rồi, khỏi lo âu suy nghĩ cho nó mệt. Cưới mà anh kêu là cưới đại đi cho rồi. Còn phải xem anh Hùng có muốn cưới em không nữa. Nè, em đừng có yêu thương bọn đàn ông tụi anh nhiều quá. Yêu nhiều nó hư đó. Phải cứng rắn lên. Mời cô. Cảm ơn bác sĩ. Cô thật là dũng cảm. Nếu như người khác thì không dám làm gì đâu. Bác sĩ đã quá lời rồi. Đáng lẽ là chồng tôi chết trong cái căn nhà rách nát đó, nhưng mà cũng nhờ ơn của bác sĩ, ông mới được vô bệnh viện cứu chữa. Tôi nghĩ giúp người cũng là tích đức cho con cái. Tôi đâu có ngại gì đâu. Được nhiều quà của cô Bích Ngọc quá nè. Con thích không? Dạ con rất thích. Bác cảm ơn con. Con lại đi đón cô Bin giùm bác nữa rồi. Bác lại vậy rồi. Con á, con được đưa rước cô Bin á là con vui lắm rồi. Bác đừng có nói như vậy. Con thích cô Bin lắm.
Nội ơi nội. Cái gì? Một lát nội cho cô Bích Ngọc về phòng con chơi nha nội. Ừ được rồi. Nhưng mà bây giờ trước tiên á là bà nội phải bắt cóc cô Bích Ngọc ở lại đây để nói chuyện với bà nội chút xíu, được không? Không được đâu. Thôi mà, đi mà, năn nỉ mà, đi. Thôi mà, con không chịu đâu. Cô Bích Ngọc lên phòng con chơi tới khuya luôn nha cô. Cô Bin ngoan, bây giờ con nghe lời nội lên phòng chơi. Để cô Ngọc nói chuyện với bà nội xong rồi cô Ngọc lên phòng chơi với con chịu không? Yeah, cảm ơn cô Bích Ngọc. Yeah. Đi lên đi con. Dạ. Lát nữa nội cầm ba lô lên cho nghe. Dạ cảm ơn nội. Đó bác thấy chưa, con nhìn thấy nó đáng yêu như vậy á, con không thể nào kìm lòng được. Bác thấy thì cô Bin nó thương con, nó quý con lắm. Giá như mà con đồng ý làm mẹ của bé thì hay biết mấy. Cái này á còn phải tùy thuộc vào anh Tâm nữa, chứ đối với con thì con đã xem gia đình này là gia đình của con rồi. Trời ơi, thằng Tâm nó nghe được vậy là nó mừng quýnh lên đó chứ. Vừa có một người đồng nghiệp nè, vừa là một người bạn đời, vừa tốt mà vừa đẹp như con, còn muốn cái gì nữa? Tại bác không biết đó thôi chứ anh Tâm ảnh làm con đau lòng lắm. Sao? Có chuyện gì nữa hả? Con nói bác nghe coi. Anh đã cầu hôn chị Thùy Hương rồi. Có chuyện đó sao? Ủa sao bác không nghe nó nói gì hết vậy? Sao nó cầu hôn với một người con gái mà không hề nói qua cho gia đình biết? Con cũng không biết nữa. Nhưng mà họ gần như đã công khai với bệnh viện cả rồi. Không sao đâu. Bác nghĩ là thằng Tâm nó là người biết tôn trọng gia đình, thương yêu mẹ lắm, không thể nào nó làm như vậy được đâu. Bác sẽ hỏi lại nó coi làm sao. Bác nhất định không để yên chuyện này đâu. Bác à, bác đừng có làm khó anh Tâm. Tại vì công việc ở bệnh viện cũng nhiều áp lực lắm, cho nên bác đừng gây khó dễ với ảnh. Trời ơi, con tốt với con bác như vậy đó mà nó không có biết nghĩ. Con khờ quá à. Để đó bác tính lại cho. Chú Tài ơi. Ừ. Ủa, cậu đem cái gì nhiều vậy? Tất cả tặng cho chú đó. Cậu làm tôi ngại quá. Lần nào tới cũng mua quà nhiều quá. Hôm nay cháu có chuyện buồn, chú cháu mình phải nhậu một bữa cho thật say nha. Có người đến nhậu với ông già này là vui lắm rồi. Cậu ngồi chờ nhé, tôi chờ tôi chút. Dạ. Ta thuộc nguyên bài vậy ta, cô giáo dạy con hả? Dạ không. Chứ ai dạy? Mà cô Ngọc dạy con đó. Cô Ngọc dạy con hồi nào? Dạ cô Ngọc đi đón con ở trường về, sẵn đường cô Ngọc dạy con hát luôn. Ủa sao vậy mẹ? Mẹ không có đi đón cô Bin nè, để Ngọc đi đón à? Thiện Bích Ngọc nó tự nguyện đi đón chứ mẹ có suối đâu à. Dạ thưa ba. Ngọc. Dạ. Với lại con biết không, Bích Ngọc đi đón á thì mẹ yên tâm hơn là đưa cho người làm đi đón. Không có được đâu mẹ. Mình không có nhờ người ta vậy được. Với lại con cũng không có muốn. Phải rồi. Thì mẹ biết là con đối xử với Bích Ngọc không có tốt. Và con đã tự ý con cầu hôn với cái cô ca sĩ phòng trà nào đó mà con không cần hỏi ý kiến của ông nội hay là của mẹ, đúng không? Cô ấy tên là Thùy Hương. Ngoài là ca sĩ, cô ấy còn làm vài việc khác nữa. Con nghĩ là từ từ mẹ sẽ hiểu và thương cô ấy. Mẹ nghĩ là mẹ không thể hiểu rồi đó. Thanh con. Ba thấy là con không nên can thiệp quá sâu vào tình cảm của tụi nhỏ. Để tụi nó tự quyết định với con. Ăn cơm. Mày nào ăn cơm, mày ăn cơm.
Dạ con mời ba. Thanh à. Dạ. Hôm rồi sao Minh Hùng nó vắng nhà hoài hả con? Dạ con cũng không biết nữa. Mà mỗi lần kêu tới nói cái nó nói ăn cơm rồi không à. Thằng lạ. Trước tới giờ đâu có vậy. Ăn uống là đúng giờ đúng giấc lắm mà. Ông nội với mẹ đừng có lo. Ảnh đi ăn với bạn ảnh thiệt á. Dạo này con thấy ảnh hay là cặp kè với anh Tuấn gì á. Chắc con nghĩ ảnh định đổi hướng sang kinh doanh xe hơi. Em chỉ giỏi đó mò. Em nói đúng chứ bộ. Ăn đi con. Dạ. Nè, cậu có muốn nghe tôi kể chuyện cổ tích nữa không? Tôi kể cho mà nghe. Tôi đang nghe nè. Chuyện là như vậy. Vào một đêm mưa gió, đúng cái con khỉ khô họ. Chú biết không, sau khi người đàn bà đó chết, bỏ lại đứa con sơ sinh cho người chồng nghèo khó, ông thất nghiệp. Còn tôi thì bị án tù với cái tội danh là gây tai nạn chết người. Ông già ấy thật là xảo quyệt, đúng không? Nhưng dù sao á, ông cũng biết giữ lời hứa. Ông lo cho con của tôi ăn học, ông còn xây cho mẹ con nó một cái nhà, để mẹ con nó có cái nơi mà chui ra chui vào. Bệnh nhân nào? Dạ sản phụ hồi chiều quá ạ.